Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng.
kế hoạch của huấn luyện viên Antonio Conte. Vì lẽ đó, ông lớn nước Ý đang có kế hoạch chính thức chiêu mộ cựu cầu thủ của Arsenal với mức phí chuyển nhượng lên đến 30 triệu bảng. Song tờ Daily Mail cho hay, thay vì tống khứ Sanchez sang Inter, Manchester United lại bất ngờ muốn trao cho anh cơ hội thứ hai để thể hiện bản thân tại Old Trafford nếu tiền đạo này chấp nhận giảm lương. Tuy nhiên, toan tính của Quỷ Đỏ khó mà được thực hiện bởi Sanchez muốn được thường xuyên ra sân và gần như anh không thể làm điều này tại Old Trafford, nơi đang có sự góp mặt của những Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford hay thậm chí là cả Jadon Sancho trong tương lai. Nhiều khả năng, Sanchez sẽ quyết định gắn bó với Inter trong bối cảnh anh đã tìm lại được bản thân tại đây. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tin nóng chuyển nhượng ngày 31 tháng 7 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm subscribe ngay kênh YouTube Tuyển Văn Hóa TV. Và đừng quên bấm chuông để nhận được thông tin chuyển nhượng hot nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!